Ngoài anh xin kính chào tất cả quý khán giả đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này ngoài anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà với diện tích 40 m², thiết kế và xây dựng là 3 tầng, ô tô vào tới tận cửa. Ở đây thì có hai hướng, hướng nhà Đông Bắc và hướng nhà Tây Nam cho quý vị lựa chọn. Diện tích mỗi một căn từ 40 cho tới 45 m và giá bán thì chỉ hơn 2 tỷ một căn, sổ đỏ riêng biệt từng căn, hồ sơ điện nước riêng biệt từng căn chuẩn chỉnh. Theo đúng như hiện trạng là quý vị có thể dọn đồ về ở ngay, nhà xây mới vừa hoàn thiện xong quý vị ạ. Với thông số nhà thì mặt tiền của ngôi nhà hơn 4 mét, công năng sử dụng như thế nào thì mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể. Những cái căn ở đây thì gần như là thiết kế giống nhau cho nên em sẽ quay căn mẫu gửi tới quý vị. Với toàn bộ phần mặt tiền của các ngôi nhà ở đây là đều được chủ nhà là ốp toàn bộ bằng gạch. Mọi người ạ, rất là sạch sẽ và thoáng, nằm ở trong khu dân cư đông đúc, vị trí đi lại giao thông thuận tiện. Với căn nhà này thì nó thuộc Đại Thành Quốc Oai, giáp với địa phận Hoài Đức, giáp với địa phận Yên Nghĩa, gần khu đô thị Đô Nghĩa, gần trường Đại học Phenica, giao thông đi lại thuận tiện cho quý vị đi làm ở Hà Đông, quý vị đi làm ở Chương Mỹ, Hoài Đức hoặc là quý vị đi làm theo cung đường Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài. À, tính từ vị trí ngôi nhà này gần cách bến xe Nghĩa khoảng tầm 6 km, cách khu đô thị Đô Nghĩa khoảng tầm 4,5 km. Nói chung giao thông đi lại tương đối là thuận tiện. Mời quý vị theo chân em vào khám phá cụ thể tầng 1 của ngôi nhà. Với phần hoàn thiện của ngôi nhà chuẩn chỉnh, tầng 1 thiết kế phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Em nó đứng ở đây là phần phòng khách của ngôi nhà. Toàn bộ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, phần sơn, phần điện đều được thiết kế lắp đặt đầy đủ, thiết bị vệ sinh cũng vậy. Cửa chính của ngôi nhà thiết kế hai lớp, bên ngoài cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm kính. Rồi là ngoài cái phần cửa chính rộng thì thiết kế thêm một cửa sổ phụ để lấy thoáng. Có hai hướng nhà, hướng đông bắc và hướng tây nam cho quý vị lựa chọn. Quý vị không hợp mà hợp hướng nào thì quý vị liên hệ với em theo hướng đó và với cái giá bán rất là hợp lý mọi người ạ. Hơn 2 tỷ một căn, sổ sách pháp lý chuẩn chỉnh, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Tại thời điểm hiện tại thì lãi suất ngân hàng đang rất là rẻ, chỉ có 6 đến 6,2% một năm thôi. Cho nên là không có cái gì rẻ bằng mua nhà mà được hỗ trợ vay ngân hàng đâu mọi người ạ. Cho nên quý vị cứ yên tâm là với cái căn nhà này thì quý vị có thể trả trước khoảng tầm 900 đến 1 tỷ là quý vị đã được hỗ trợ, phần còn lại là ngân hàng hỗ trợ quý vị vay rồi. Đây là phần không gian phòng bếp rất là thoáng, cửa sổ thoáng trước, thoáng sau. Phần tủ bếp của ngôi nhà đây, tủ bếp của ngôi nhà là chữ L, thiết kế là toàn bộ gỗ MDF chống cong vênh, xung quanh bếp thì là ốp gạch, mặt bếp ốp đá granite, phụ kiện bếp lắp đặt xong hết theo đúng hiện trạng là sáng mua chiều về ở được ngay, sổ sách bàn giao luôn, sổ đỏ cất két sẵn sàng giao dịch quý vị nhé. Điện nước đầy đủ, phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 1 trước và sau đầy đủ hết cho quý vị, bồn cầu, vòi xịt, máy bơm. Phòng vệ sinh tầng 1 thì được ốp gạch lên trên tới trần rất là sạch sẽ. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm nghệ Việt Pháp. Tay vịn cầu thang, cổ trụ cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 của ngôi nhà thiết kế là gỗ. Ngăn cách giữa phần cầu thang phòng khách có một vách gỗ CNC và phần cổ bậc, mặt bậc cầu thang thì ốp đá đen cổ trắng. Với phần cái cụm dự án này thì cũng đã bán tương đối rồi mọi người ạ, chỉ còn vài căn thôi, cứ chưa quay mà đã bán rồi. Hiện tại có những cái căn nhà mà còn đang là phần thô, phần móng mà khách hàng đã mua tại thời điểm đó, cho nên hiện tại quý khách hàng hỏi là dạo này không thấy Ngọc Ánh lên nhiều video bởi vì thực ra là chưa xây xong mà đã bán gần hết rồi mọi người. Mọi người theo em lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà nhé. Với tầng 2 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị hai phòng ngủ thoáng trước và thoáng sau. Đây, phòng ngủ đầu tiên ở phía bên trong, cửa sổ thông thoáng, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, lắp đặt đầy đủ. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60, tất cả cửa thông phòng, cửa nhà vệ sinh đều thiết kế là cửa nhôm nghệ Việt Pháp. Với một ngôi nhà giá thành rẻ cho nên là chủ nhà thiết kế mọi thứ nó đều rất đơn giản mọi người ạ. À. Tuy nhiên thì nó không kém phần là vẫn đầy đủ công năng cho một hộ gia đình. Phòng ngủ hướng ra phần mặt ngõ đây. Cửa sổ thoáng hai lớp, thiết kế an toàn, công năng hài hòa. Và trong phòng ngủ này thì chủ nhà có thiết kế một cái tủ âm tường cho quý vị. Tủ gỗ âm tường, cánh lùa. Đấy. Tiện lợi, công năng, hệ thống trần thạch cao, đèn led, lắp đặt đầy đủ.
Nói chung tất cả các ngôi nhà mà quý vị xem của anh review thì nó không ngăn căn nào giống căn nào cả. Mỗi căn nó có một cái hay riêng, mỗi căn có một cái thiết kế độc đáo riêng. Đó, căn 30 mét thì thiết kế kiểu khác, 30, 32, 33, 35, 40, 45, thậm chí 60, 100 mét. Mỗi căn nó có một cái ưu điểm riêng. Phòng vệ sinh ở tầng 2 sử dụng cho hai phòng ngủ trước và sau, đầy đủ hết công năng. Bồn cầu, lavabo, sen tắm, đầy đủ hết cho quý vị. Trong phòng vệ sinh này thì được ốp gạch lên đến gần trần, rất là sạch sẽ. Phòng vệ sinh rộng và thoáng. Mời quý vị theo chân của anh lên tầng 3 của ngôi nhà. Và hiện tại em đang đứng ở phần tầng 3 của ngôi nhà. Như thế nào là một ngôi nhà đáp ứng đầy đủ công năng? Nếu như quý vị khách hàng nào đang có diện tích 40 mét, không thích xây quá nhiều tầng mà chỉ thích xây 3 tầng đổ lại vẫn đầy đủ cho quý vị 3 đến 4 phòng ngủ, thì có thể tham khảo cái phần thiết kế của ngôi nhà này tương đối là hợp lý. Trên phía tầng 3 của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế một phòng vệ sinh, một phòng ngủ, một phòng thờ và sân phơi. Đấy, công năng sử dụng tương đối ổn. 3 tầng, 3 phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp riêng biệt, phòng thờ, sân phơi riêng biệt. Đó. Thiết kế chỉn chu, hợp lý. Phòng vệ sinh sử dụng ở phần tầng 3, phòng ngủ sử dụng ở phần tầng 3. 3 phòng ngủ riêng, mọi người ạ. Phòng nào cũng vuông vắn. Phòng nào cũng vuông vắn, không có phòng nào bị chéo cả. Đó. Cửa thông phòng và sân phơi tầng 3, phòng thờ đây và sân phơi đây, hài hòa hợp lý, nằm ở trong khu dân cư đông đúc. Với cái vị trí này thì nó rất là yên tĩnh, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm, 100% pháp lý rõ ràng, sổ sách rõ ràng. Cho nên quý vị muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể cần liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà và chọn lựa cho gia đình mình một ngôi nhà mơ ước nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.